vận động viên nữ của câu lạc bộ. À, hai em áo đỏ, anh Trung gợi áo đỏ đi. Ở đây không cần hỗ trợ à? Quang để đi. Bám chặt một tay vào. Rồi, ngon. Hai cái sức đầu thôi. Tiếp. Rồi. Quang mồi tiếp, quang mồi. Rồi, tiếp, mồi tiếp. Để cho nó có cảm giác. Mồi tiếp, mồi tiếp. Rồi, tiếp đẩy đi. Rồi, rồi. Mồi tiếp, mồi tiếp. Mồi tiếp. Ôi giời. Tiếp. Bám, rồi. Tiếp. Thôi mỏi tay chưa? Ai? Thế thành công rồi. Quá thành công rồi. Quá giỏi đấy nhỉ. Đẩy đẩy đẩy, quăng mồi đi. Được rồi. Mồi tiếp. Bắt được và kéo luôn đúng rồi không? Hôm nay nhân dịp có vợ ra cho lên TV nhá. Thank you.
Chúng này đi mấy vòng rồi? Hả? Thứ hai, thứ hai. Thể dục. Tái tái rồi. Mai này đông nó dặm đúng không? Chủ nhật nó dặm. Mai chương trình nó đông. Ừ. Ông nói nếu mà để mà đều tay nhất ở đây vẫn có ông Trung Động vẫn đều tay Trung. Nhất. Ừ. Không liên tục tôi cảm giác không biết mệt là gì. Thật trời mẹ bị gớm rồi. Ngày nào cũng ra như kiểu mưa vẫn ra. Mưa lắng không quan tâm. Một Tết ra đúng. Cứ tưởng anh Oanh mùng 4 phá kỷ lục quá ra ông Trung nhẹ ra từ mùng 1. 1, 6 giờ sáng ra xuống đất. Nói nghe thế là kiểu như là người ở chỗ ông Trung mà không biết ông tập cái gì đâu. Mẹ chỉ thấy cơ bắp ông nổi lên. Ừ. Mà ra đây mà tưởng là ông ấy vặn cối đậu nhiều quá. Hôm nay vừa đu vừa mang khay đậu ra đây. Hôm trước còn mặc áo mưa cơ. Ông quả được quyền mất. Ôi mặt tái đấy là kiểu máu nó xuống chân. Rồi cho cái chuối lên cho mặt lại đỏ. Mặt tái chưa? Chưa có uống rượu không? Chưa ăn cỗ rồi thôi nhá. Kết thúc bài tập anh lại dồn máu xuống mặt. Đấy chưa ăn cỗ xong rồi. Rượu nhiều. Rượu nhiều nên hôm nay đu hơi xuống sức. Nhưng mà quay đã đẹp đó. Quay vẫn đẹp.